trọng tài vừa rồi đã thổi phạt đối với AA Moy. Trong sự nghiệp cầm quân của mình thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã không ít lần trải qua những trận đấu căng thẳng, những trận đấu quan trọng như thế này, thậm chí là những trận đấu còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào các học trò của mình. Và cho tới lúc này thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có được những thành quả ngọt ngào với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam. Rất nguy hiểm. 1-0. Tỷ số của trận đấu là 1-0. Và đó là pha lập công của Huỳnh Như. Bàn thắng tới từ quả đá phạt của Tuyết Dung. Như chúng tôi đã nói thì những tình huống bóng cố định, những pha bóng bổng đối với các đội bóng nữ trong khu vực Đông Á là những pha bóng có thể tạo ra được sự khác biệt. Và vừa rồi thì Tuyết Dung cùng với Huỳnh Như là những người đã tạo ra sự khác biệt đó với một quả treo bóng vào khu vực 16-10. Và Huỳnh Như băng cắt ở phía trong thực hiện pha lắc đầu đưa trái bóng về phía cột xa. Pha bóng quá khó và tỷ số được mở cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau rất nhiều những cơ hội không thể tận dụng thành công thì lúc này các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có được bàn thắng mở điểm. Niềm vui dành cho các cổ động viên trên khán đài của sân Cẩm Phả. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Cú đánh đầu quá khó, một pha đánh đầu ngược và khiến cho thủ thành Mejinio bên phía đội tuyển nữ Myanmar dù cũng đã cố gắng bay người nhưng đã không thể nào cứu thua cho đội bóng trắng.